Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Ngày hôm nay tôi và anh em sẽ cùng nhau trải nghiệm một siêu phẩm vừa mới ra mắt cách đây mấy ngày thôi. Một siêu phẩm đến từ nhà MiHoYo có tên là Honkai Star Rail. MiHoYo thì chắc là anh em cũng không còn lạ lẫm gì nữa, với hai siêu phẩm trước đó là Honkai Impact và Genshin Impact đã quá nổi tiếng rồi. Vì vậy tôi nghĩ là Honkai Star Rail tôi nghĩ là cũng sẽ là một cái tựa game hay. Rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Let's go. Chúng ta đang ở ngoài không gian vũ trụ và có một cái bản nhạc rất quen thuộc hiện lên. Hay đấy, một cách vào đề rất hay luôn. Bản nhạc Kalong Indie của Faco Bell nó cất lên khiến cho tôi có một cái cảm giác rất là thân thuộc ở trong cái con game này luôn. Mặc dù là tôi lần đầu tiên tôi chơi. Đấy. Vào đề như này là cũng chiếm được khá cảm tình rồi. Có một cái cô gái đang đu đưa theo cái bản nhạc ở trong cái trạm vũ trụ. À, liệu rằng đây có phải nhân vật chính không? Phong thái khá là tự tin. U đang có một cái cuộc sơ tán, đang đánh nhau. Đánh nhau kìa em ơi, sao vẫn còn như đứng đấy phêu nhạc thế này. Rất là tự tin luôn em ơi. Ui rồi. Ui lỗ kìa em ơi. Xem ra ta đến đây không đúng lúc lắm. Không đâu, đúng lúc lắm đấy. Ơ thế nào? À, đang nói chuyện với máy tính anh em ạ. Nhân vật của chúng ta tên là Kapka. Cái con game này có một cái ấn tượng là cái giọng lồng tiếng rất hay. Tương lai mà Enlilo nhìn thấy không sai đâu. Vụ lổ khi lãnh là sao thế? Cũng nằm trong kịch bản của anh ấy sao? Enlilo là ai? Chắc là đồng bọn. Vào lúc 23:44:59 theo giờ của hệ thống, vụ lổ sẽ được tạo ra khiến cho hệ thống điều khiển chính bị tê liệt diện rộng. Là cô làm sao? Không, không phải tôi. Là do quân đoàn phản vật chất làm đấy. Chúng đã xâm chiếm trạm không gian cách đây 2 giờ trước. Khả năng là cái quân đoàn phản vật chất chính là cái phe phản diện ở trong cái con game này. Tôi nghĩ là như thế. Chúng ta phải đánh với quân đoàn sao? Không biết, Enlilo không nói. Có nghĩa là chuyện này không quan trọng. Ồ, vậy thì hiểu rồi. Từ bây giờ tôi sẽ lo cái vụ hành động. Ok. Kappa nhân vật chính phải không? Lần này có thể để tôi chơi thoải mái được không? Mấy cái lần hành động trước chán ơi là chán luôn ấy. Có một cái cô gái trẻ hơn đang nói chuyện với Kappa. Chúng ta chưa biết là ai. Rất tiếc nhiệm vụ hôm nay cực kỳ khô khan. Chỉ cần đặt mục tiêu mà thôi. À, nhưng nếu muốn tìm niềm vui thì tôi không có ngăn cản cô làm gì cả. Dù sao thì làm sao? Chả hiểu. Ây da, Kappa xuất hiện ngầu phết. Bước vào rút súng ra. Làm gì? Bắn. Ù, được đấy. Trông khá là điện ảnh ấy chứ. Điện ảnh phết nhờ anh em nhờ. Đấy rồi, cơ chế chiến đấu rồi anh em ơi. Cái tựa game này có cái cơ chế chiến đấu mà theo như rất nhiều người đánh giá là nó khá giống với cả tựa game Final Fantasy cũng như là Pokemon. Đấy, cách chơi khá giống. Đấy, đánh theo lượt. Ok. Đấy, chúng ta sẽ có một cái là chiến kỹ. Ấn vào chiến kỹ. Để gây sát thương. Ây da. Đồ họa rất đẹp. Combat nhìn trông đẹp nhưng mà hơi nhanh. Hơi nhanh nhỉ. Chưa kịp cảm nhận. Nhưng mà tôi thấy là nó khá giống ấy. Rất là giống Pokemon và giống Final Fantasy. Khi mà chúng ta cơ chế chiến đấu chúng ta kết thúc thì chúng ta sẽ sang cái nhập vai. Đấy, sang cái thể loại nhập vai. Chúng ta sẽ điều khiển nhân vật. Quân đoàn phản vật chất từ khi nào yếu ớt như vậy? Công nhận yếu thật. Chưa kịp cảm nhận đã bay màu rồi. Ây à, không gian đẹp phết anh em ạ. Được đấy. Chỉ có những cái thứ này thì không thể giữ chân được đám người của đội tàu Astro được. Yên tâm, có một cái con quái thú tận thế đã đến nơi rồi. À, sắp tới sẽ có một cái con quái thú tận thế. Không biết là nó có khỏe hơn cái bọn vừa rồi không. Cái gì đấy? Bích à? Làm gì bây giờ? Thái ông tự nhiên ông ngồi xổm giữa đường đấy. Hình như là địch không nhìn thấy chúng ta. Và chúng ta có cái cơ chế là đứng đằng sau cắt cổ địch để tiêu diệt luôn thì phải. Có phải không? Có phải không nhỉ? Không phải, không phải, không phải, không phải.
là chúng ta chém nó một phát thôi, chúng ta sẽ vào trong cái màn hình chính này để có cái cơ chế chiến đấu. Ồ, tôi cứ tưởng là chúng ta có những cái cơ chế giống như những cái tựa game mà hành động ấy, kiểu dạng hành động bí mật, giống kiểu Sekiro dạng sau cắt cổ ấy, nhưng mà không phải. Đây là nó chỉ là để kích hoạt thôi, khi mà chúng ta đến gần quân địch thì chúng ta có kích hoạt cái khả năng là vào trong cái màn hình chiến đấu. Ở đây chúng ta sẽ có một cái tuyệt kỹ này, khi mà đầy năng lượng thì có thể dùng tuyệt kỹ. À, đúng không? Bây giờ ấn vào cái tuyệt kỹ này thì nó sẽ ra một cái trưởng đặc biệt. Để xem nào, thử xem mạnh không nào. Quá đẹp luôn anh em ơi, xuất sắc, xuất sắc, xuất sắc, xuất sắc. Ngầu thế nhở, Kafa có phải nhân vật chính không vậy? Ngầu quá, bay bầu hết luôn mà. Ngầu thật. Ui, ui cẩn thận kìa, đằng sau. Ui, đẹp thật sự luôn á. Ngầu thật. Cách dẫn dắt câu chuyện sau mà nó phê. Phê thật. Anh em thấy nó như một cái bộ phim luôn. Tình tiết hành động nhanh ấy chứ. Được rồi, được rồi. Cô lém nó đi đâu rồi, sói bạc. Vậy chúng ta có một cái nhân vật thứ hai tên là sói bạc. Sói bạc này nhìn trông cũng tạo hình cũng rất là dễ thương. Trông khá là weebu ấy chứ nhờ anh em. Weebu đấy. Tôi không thể tưởng tượng được cái cách làm của cô. Chỉ là sửa dữ liệu thực tế thôi, trò vặt vãnh không có gì đáng nhắc đến. Cô vừa nhìn thứ gì mà say mê thế, cho tôi xem thử với. Đồ chơi của Herta, danh sách vật thể lạ mà trạm không gian siêu tập. Bên trong có rất nhiều cái thứ thú vị. Herta, một cái nhân vật khác nữa. Ví dụ một khẩu súng có thể cho điểm bất cứ cái sinh vật nào có trong cái tầm ngắm của nó. Có gì mà thú vị thế? Cô không tò mò mình được bao nhiêu điểm sao? Tôi thì rất muốn biết đó. Được thôi, nếu tiện đường thì chúng ta có thể qua đó thử đi. Mục tiêu đang ở đâu? Tiếp tục đi sâu theo hành lang, cửa sau ở phía bên trái có một cái căn phòng đặt một loại vật thể lạ. Vật thể lạ đó có phải là Stellaron? Nó có thể cho chúng ta biết Stellaron đang ở đâu. Ok. À, bây giờ chúng ta có thêm sói bạc vào trong đội hình anh em ạ. Điều khiển rất giống Genshin Impact. Anh em thấy giống từ cái giao diện đến cái cách điều khiển. Chúng ta ấn 1, 2 để chuyển đổi các nhân vật. Nhưng mà chuyển đổi nhân vật như thế này thì có cái gì khác nhau nhỉ? Nó chỉ là khác cái giao diện thôi à? Đúng không? Chả có gì khác, bởi vì khi mà chúng ta ví dụ như đến gần đối thủ này, chúng ta chém một phát thì chúng ta cũng sẽ vào trong cái màn hình chiến đấu và sẽ điều khiển. Ở đây là cả hai đúng không? Nên nó cũng chả khác gì nhau. Ok. Hoặc là có thể là có khác nhưng mà tôi cũng chưa biết là khác ở chỗ nào. Chắc là chúng ta sẽ phải chơi thêm. Mà cái cơ chế thì là cũng hiểu hiểu rồi. Đấy chính là điều khiển giống kiểu Final Fantasy. Gặp đối thủ sẽ vào cái màn hình chiến đấu và chiến đấu theo lượt. Đấy. Về cơ bản nó sẽ là như thế. Thử chiến ký của sói bạc ra nào. Trông cũng đẹp đấy, nhưng mà chắc là chúng ta sẽ phải tìm hiểu sâu hơn. Bởi vì từng cái tuyệt kỹ, từng cái chiến kỹ này nó có những cái khả năng khác nhau mà, đúng không? Ồ, có thể nếu mà sử dụng tuyệt kỹ là có thể vừa mới đánh xong nó đánh tiếp được luôn. Ây da, cũng đẹp, rất đẹp luôn. Tuyệt kỹ của hình như là các cái tuyệt kỹ là thường nó sẽ có những cái hiệu ứng hình ảnh rất là đẹp. Tuyệt kỹ của sói bạc này cũng rất khỏe luôn nhá. Nhưng mà đây chúng ta mới chỉ là gọi là tiếp cận game thôi, nên là có thể là những cái đoạn mở đầu này đối thủ khá là yếu, chưa đánh giá được hết những cái năng lực của từng cái skill của nó. Ở đây là chúng ta sẽ có cái hệ thống hướng dẫn ở trong game này. Ây da, cũng khá là chi tiết đấy chứ. Đấy, hướng dẫn về cách mà thi triển kỹ năng, ấn vào đâu để sử dụng kỹ năng. Cái này thì nói chung là anh em mà chơi Genshin Impact rồi thì chắc là mấy cái này anh em cũng nhanh thôi. Mặc dù là game mới đấy nhưng mà cái giao diện của nó thì quá là quen thuộc,
Giống hệt Genshin Impact anh em ạ. Ok, thứ tự hành động. Cái này là chúng ta sẽ có à, thảo nào, sói bạc vào trong đội hình ấy thì sói bạc lại được đánh trước, đúng không? Tức là nếu mà tốc độ của con tướng nào mà nó nhanh hơn ý thì cái con tướng đấy nó sẽ được đánh trước. À. Đấy, chứ nào không không phải là con nào cũng được đánh, chúng ta không được chọn nhân vật để đánh trước mà nó sẽ theo cái thứ tự ở cái bảng ở phía góc trên bên trái. Đúng rồi. Nó có cái bảng thứ tự. Khoan, dừng lại một chút. Có thứ gì đó đang ở phía trước. Quái vật à? Ui lại mấy cái con lay đi, sợ gì? Vô tư. Lại đây chị tiếp hết. Xem ra chúng ta bị mai phục rồi. Đáng tiếc bọn chúng mới là cái người bị mai phục, bị bao vây. Bọn này thì vừa lấy đánh cho như là sắp mặt luôn. Nhưng bây giờ gặp tôi lại sử dụng mấy cái bí ký tuyệt ký thì bọn này chắc bay màu rồi anh em ạ. Chúng ta có cái điểm chiến ký này, khi mà chúng ta sử dụng chiến ký ấy, là ấn E thì là chúng ta sẽ mất điểm chiến ký. Đấy, nó sẽ bị tiêu hao. Còn nếu mà đánh thường ấy, cái đòn đánh đơn là ấn Q thì là chúng ta không mất cái điểm này. Hiểu rồi, cái cơ chế của nó là sẽ là như thế. Đấy, chứ là chúng ta hết điểm chiến ký thì chúng ta sẽ không thể thực hiện được cái đòn chiến ký, mà chúng ta sẽ buộc chúng ta phải đánh đơn thôi. Đánh đơn thì sẽ tăng một điểm chiến ký. Ok. Hiểu rồi. Đấy, và chúng ta còn có một cái gọi là tuyệt ký ở đây. Tuyệt ký ở đây là khi mà chúng ta đầy cái thanh năng lượng thì chúng ta sẽ dùng được tuyệt ký. Bây giờ làm một phát tuyệt ký chết hết bọn này không nhỉ? Từ từ đã, tôi muốn test cái chiến ký của Kafa. Cái chiến ký của Kafa cũng căng luôn. Đánh lan luôn anh em ạ. Đập chùm luôn. Rồi, lại đến sói bạc. Ơ? Sao sói bạc đánh Kafa dùng súng bắn luôn? Tôi cũng chưa hiểu lắm nhưng mà thôi được rồi. Sử dụng tuyệt ký thôi. Tiêu diệt hết bọn này. Tuyệt ký rất đẹp luôn. Nhìn rất là đẹp, ngầu lòi. Bay màu toàn bộ đội hình luôn mà. Có vẻ hơi mạnh thì phải. Ở đây không có lên một bóng người. Việc sơ tán ở đây làm triệt để thế. Liệu rằng đây phải chỉ thị của Hota? Kiểm tra lịch sử truy cập thì đã hơn nửa năm rồi. Người phụ nữ đó chưa đăng nhập vào đây. Công tác lánh lạn là do trạm trưởng có tên Asta chỉ huy. Asta, tôi chưa từng nghe nói đến cái tên này bao giờ. À, mà hình như Enilo có nói chúng ta sẽ không đụng mặt Hota đâu. Xem ra cô ta không có ở đây. Stellaron đang ở đâu? Enilo không nhắc đến cụ thể vị trí của nó. Chúng ta sẽ không dùng cách di chuyển vật lý để tìm ra Stellaron. Những thứ kỳ lạ bất thường ở trạm không gian này rất nhiều, vì thế việc xuất hiện vật thể lạ cũng không lấy làm lạ. Giấu vật thể lạ bằng vật thể lạ đích thị là chuyện mà người phụ nữ đó làm đấy. Cô có manh mối gì không? Những manh mối cần thiết đều có ở đây rồi. Tiếp theo chỉ cần thêm một chút kỹ xảo thôi. Hãy giúp tôi điều tra thiết bị đầu cuối ở trong phòng một chút. Vật thể lạ có thể đang ở đó. Được, chờ xem cô biểu diễn đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tìm thiết bị đầu cuối đúng không? À đây rồi. Đây rồi. Đánh dấu sẵn rồi anh em ạ. Đấy. Kiểm tra những cái hình ảnh giám sát. Ở trong cái trạm không gian thì không có xuất hiện Stellaron. Mà tự nhiên mà lại xuất hiện Stellaron thì khả năng đây nó sẽ làm cái bẫy rất cao. Bởi vì bộ siêu tập của Hota thì không bao giờ public. Đấy. Không bao giờ để xuất hiện ra như thế cả. Để khơi khơi ra để chúng ta đến cả. Chắc chắn là nó sẽ phải là ở trong một cái vị trí khá là bí mật. Bây giờ chúng ta phải tìm. Ok. Anh à, làm khá là chi tiết đấy nhở. Trông cái bảng điện tử trông rất là xa gì đấy. Đây, chúng ta sẽ điều tra tiếp.
Ở trong thiết bị lưu trữ đầu cuối ấy, ổ cứng nó bị mất dữ liệu à? Đây là phòng giám sát, xóa dữ liệu và chuồn là truyền thống trong ngành này rồi. Herta này có vẻ như là một cái người ở đấy rất là thông minh ở trong con game này. Làm gì giờ? Nói chuyện với sói bạc. Vậy cô có ý gì hay không? Tôi xin rửa tai lắng nghe. Hack vào hệ thống giám sát là xong. Sói bạc hình như là một hacker. Herta's collections aren't in the system, so anything unaffected should be our target. Ok. Có vẻ như là sói bạc và Herta này là hai đối thủ trong cái ngành công nghệ thông tin. hack kiểu gì siêu vậy? Một fan hack luôn này. Simple, crude, but effective. Đơn giản mà lại hiệu quả. Cô xem, tìm thấy rồi, đã tìm thấy rồi anh em ạ. Ok, đây. Ở trên cái máy tính này phải không? Rồi, thì cái gì đây? Trường ánh sáng bị bóp méo, chính vì thế chúng ta không thể phát hiện ra cái vật ở bên trong nó. Dựa vào nguyên tắc điểm mù. Ảo ảnh à? Có vẻ ảo ảnh không? Herta đã dùng thứ đồ chơi đơn giản để cất giữ cái báu vật của mình. Càng đơn giản thì càng khó phát hiện. Đấy là châm ngôn của chúng ta mà. Ây da, đây rồi. Hóa ra căn phòng này là căn phòng ảo ảnh à. Đây. Ở đây hình như là có một cái cánh cửa thì phải. Ồ, một căn phòng khác anh em ạ. Ở đây là một cái căn phòng khác. Lại thêm một thứ kỳ quái. Thứ quái quỷ gì ở đây? Đây là một cái hình ảnh 3 chiều bình thường, nhưng nó lại có thêm một cái lớp nữa. Xuyên qua thử đi, đừng lo lắng. Nơi này sẽ không phải là cái mồ chôn của chúng ta đâu. Ok, let's go. Vào, mày vào trước đi. Anh à, anh à. Đây rồi. Xuyên không anh em ạ. Đây là Stellaron đấy phải không? Ok. Có cả một cái hệ thống bảo mật độc lập. Xem ra Stellaron không phải là cái món đồ siêu tập bình thường của Herta rồi. Có lấy ra được không? Trong lĩnh vực hack này, ngay cả thiên tài Herta cũng không phải là đối thủ của tôi. À, tôi nói đúng luôn anh em ạ. Đây là hai hacker đấu trí với nhau à? Ok. Vậy đây là cái món đồ gọi là vật thể lạ đây. Từ đầu trò chơi chúng ta biết đến một cái món đồ vật thể lạ. Đó là một cái ánh sáng à, Stellaron. Ú, gì đây? Bây giờ làm gì? Hình như là chọn một trong hai anh em ạ. Trông có vẻ giống như là cái bước chọn nhân vật chính ở trong game thì phải. Đúng không? Ơ thế từ nãy giờ là không phải nhân vật chính anh em ơi. Kafka không phải nhân vật chính, đây nó mới là nhân vật chính này. Ui nhưng mà nhìn trông không ngầu lắm nhở. Trông hơi phèn. Đây nhập tên đây này. Rồi. Tuấn Cơm. Ok. Đây, ấn vào đây là hoàn thành này, xác nhận này. Hóa ra là từ nãy đến giờ là chúng ta không phải là chúng ta chơi là nhân vật chính. Ôi rồi ôi, tôi cứ tưởng là tôi sẽ được chơi Kafka ngủ lòi. Có phải đâu. Đây, đây nó mới là nhân vật chính này anh em này. Nhìn trông có vẻ hơi phèn. Kafka xinh thế kia mà lại cuối cùng lại không được chơi nhỉ. Hơi tiếc. À, chúng ta đã tỉnh dậy rồi. Tuấn Cơm đã tỉnh dậy rồi. Cô là ai? Không phải anh đã nói là sẽ nhớ tôi sao? Có thể cô không quan trọng như cô tưởng chăng? Nghe tôi này, trong đầu anh bây giờ rất hỗn loạn. Anh không biết mình là ai, vì sao lại ở đây. Anh sẽ không biết tiếp theo phải làm cái gì. Anh cảm thấy tôi rất là quen, nhưng lại không biết có nên tin tưởng tôi không. Nhưng tất cả những cái điều này không quan trọng. Điều quan trọng là tôi phải đi rồi. Và tôi sẽ để lại anh một mình ở trong cái trạm không gian này.
Vì thế, bắt đầu từ bây giờ anh không cần phải nghĩ về quá khứ nữa, cũng không cần phải hoài nghi về bản thân nữa. Nghe đây, tiếp theo anh sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm và sẽ rơi vào cái tình cảnh khốn đốn rất là đáng sợ. Nhưng rồi những cái điều tốt đẹp nó sẽ đến với anh. Anh sẽ được những cái người bạn đồng hành, coi anh như cái người nhà, và họ sẽ cùng với anh bắt đầu chinh phục một cái cuộc thám hiểm mà ngay ở trong mơ anh cũng không thể nào có thể tưởng tượng đến. Và khi đi đến hết cái cuộc hành trình này thì tất cả những cái bí mật trong cái cuộc đời anh sẽ được giải đáp. Đó là tương lai của anh đã được Elio nhìn thấy. Có thích không? Thích. Ở đây rồi, cô hỏi là cô muốn đi đâu? Ơ đúng, phải hỏi cô muốn đi đâu chứ. Cô muốn đi đâu? Cho tôi theo với. Đến nơi tiếp theo mở đường cho tương lai tươi sáng. Rồi ôi, trả lời mông lung thế em ơi. Đã thế là còn dùng phép ẩn dụ dệt giết gì đây? Ôi giời ơi, nói khó hiểu thế, làm sao mà anh hiểu được? Anh thì suy nghĩ đơn giản thôi, chỉ cần em có một cái tâm hồn tươi đẹp nhá. Đây rồi, đang dục rồi. Rồi, thêm một chút nữa, thôi. Ủa, chưa tay à? Chán vậy. Từ từ, đừng đi vội. Ôi dồi ôi, lại còn tiếng này nữa chứ. Sẽ có người tìm anh sớm thôi. Ngoài tôi ra, anh không nhớ gì hết. Ui mẹ, thế thì cho anh theo với luôn đi cho nhanh. Đừng đi em ơi, thôi anh xin. Khi anh có cơ hội lựa chọn thì đừng để bản thân hối hận. Ờ, anh chọn theo em à? Sao cho anh theo em? Đùa, thật thế luôn, anh bắt đầu hối hận rồi đấy. Thậm chí là anh còn không được chọn em, Kapka. Ôi rồi. Ui, có người nào đang có vẻ đang có hai người đang nói với nhau. À. Hình như đang nói với tôi thì phải. Định hô hấp nhân tạo à? Thế thì cho Lữ hô hấp nhá, đừng có để ông đàn ông hô hấp tôi. Xin. Được, may quá. Mẹ tưởng đam mê anh em ạ, tưởng con game đam mê coi như là vừa mới coi như là đầu game đã cho ăn cháo lưỡi của nam nhân rồi. Thế thì hết hồn. Sợ quá đi mà tôi. Tôi đã bảo là tôi không nhớ gì cả rồi. Tên của anh là thì làm sao mà tôi nhớ, tôi làm sao biết tên tôi là gì? À quên, mình vừa đặt tên là Tuấn Cơm mà. Dan Hung và Mark Seven. À, trạm không gian này đã bị quân đoàn phản vật chất tập kích. Chúng tôi nhận ủy thác từ trạm trưởng Asta đến cứu viện. Ồ, hình như là cái đội này không cùng team với Kapka với Sói Bạc thì phải. Tôi nhớ vừa nãy có nhắc đến cái tên Asta này. Mà như hai người này là ở trong cái đoạn đầu game là cũng có xuất hiện một vài cái hình ảnh hai người này chạy ở bên ngoài trong lúc mà Kapka đang chơi đàn ấy, là hai người này đứng ở ngoài cửa, sau đó cánh cửa nó bị lổ. Tôi nhớ cái đoạn đấy. Rồi, để hỏi xem là cái trạm trưởng Asta là ai. Một cô gái tóc hồng, dáng người nhỏ nhắn dễ thương. Thích ở đấy. Herta đã đích thân bổ nhiệm trạm trưởng. À, đây có Herta đây luôn. Tức là bên này là bên đối địch anh em ạ. Hiểu rồi. Tức là cái bên này nó là cái bên mà đối địch với cả cái bên kia, bên của Sói Bạc ấy. À, tôi ở bên nào nhỉ? Tôi theo phe nào đây? Thấy có vẻ có cái mối quan hệ rất là chặt chẽ với cả Kapka đấy. Đấy, nhưng mà bên này chắc là những cái người bạn mới thôi. Hoặc là có thể được gài vào đây làm điệp viên. Điệp viên làm vùng à? Đây này, tôi và Dan Hung là thành viên của đội tàu Astro này. Đội tàu và quý cô Herta có qua lại với nhau, thỉnh thoảng chúng tôi dừng lại ở nơi này. À, tức là thấy chuyện bất bình mà không thể đứng nhìn đúng không? Ra giúp đây. Cái đội tàu Astro là hay qua trạm không gian này. Đó là một đoàn tàu thần kỳ có sức mạnh khai phá, có thể vượt qua những cái vì sao, đi lại giữa các vì sao. Chờ đến khoang điều khiển chính, tôi sẽ chỉ cho anh em xem. Rồi, đi thôi. Anh và Mark cùng về đi. Ireland ở bộ phận an ninh mất liên lạc ở gần đây. Tôi phải đưa anh ấy về. À, Dan Hung là bây giờ đi cứu người anh em ạ. Vậy cũng được, hãy đi cẩn thận nhé.
Ok. Tôi nhìn thấy cái ông đang hăng này, tôi thấy giống nhân vật chính hơn ấy, nhìn ngầu phết anh em ạ. Trông ông đang hăng này trông lạnh lùng boy, trông ngầu lòi luôn, trong khi nhân vật chính của chúng ta trông hơi phèn nhờ. trông hơi bị đam mỹ ấy. Nói thật với anh em như thế. Ôi cái gì kìa? Chỉ là một lời đề nghị thôi, không sao, anh còn có tôi mà. Ừ cũng được đấy. Không có Kafka, chúng ta lại có Mark ở đây. Rồi, vậy là đây nó mới là cái nhân vật chính anh em nhá. Tuấn Cơm. Rồi, ở đây xem nào. Đây là chúng ta sẽ có cái bảng chi tiết của nhân vật chính với các thuộc tính này. Có thuộc tính riêng là thuộc tính là vật lý. Vận mệnh, chúng ta sẽ có vận mệnh là hủy diệt. À, chúng ta sẽ chia ra là thuộc tính với cả vận mệnh. Cái này nó cũng giống như là hệ với tộc á. Ở trong auto chat ấy. Cái này cũng khá là lằng nhằng nên chắc là sẽ tìm hiểu sau anh em nhá. Cái này nói chung là phải tìm hiểu dần dần. Game thì nó cũng mới. Đấy, chúng ta cũng mới tiếp cận thôi. Còn nhiều cái chúng ta chưa biết được, mới biết được về cái game play thôi. Cái cơ chế trong game, còn mấy cái này thì thực ra là tôi cũng chưa biết. Anh em nhá. Coi như là hôm nay chúng ta thử nghiệm. Đấy, để xem là cái con game này nó có cuốn không. Đấy, có nhiều người thích xem cái con game này không. Tôi sẽ có một cái thời gian tôi thử nghiệm. Đấy, nếu mà cái con game này mà nhiều người yêu quý, nhiều người thích thì tôi sẽ làm tiếp cái nội dung của con game này anh em nhá. Anh em thì tôi không biết thế nào, chứ còn tôi ấy thì với 30 phút trải nghiệm thì thấy khá là bình cuốn đấy. Anh em thấy thế nào anh em có thể để lại ở dưới phần comment nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.